giọng ca đầu tiên của cái phần nhạc yêu cầu này là một giọng ca hùng tráng, và nhạc phẩm cũng là một nhạc phẩm hùng tráng trai thế hệ. Và cái người hát đó đúng là một thời gian trước đối với tôi là một người trai thế hệ. Xin giới thiệu anh Lương Bát Tấn. Xin cảm ơn anh. Hello. Dạ. Trước tiên là chúng tôi xin kính chào quý đồng hương. Và trong dịp ngày hôm nay là Tết, chúng ta cũng nhớ được cái ở quê nhà của chúng ta cũng rất là đang đau khổ. Và trong cái nhạc phẩm để chúng ta nghĩ tới đất nước Việt Nam của chúng ta, cái nhạc phẩm đó cũng là chúng ta tưởng niệm đến nhạc sĩ Anh Bằng. Và tôi sẽ trình bày nhạc phẩm Đêm Nguyện Cầu. Hai lang thiên nói vang trong tâm hồn. Con tim chân chính không bao giờ biết đến nói dối. Tôi đi chinh chiến qua bao năm rồi nhìn ai và hồn tôi mang về xương, về xương chân ai. Dừng tôi chắp tay nghe hồn khóc đến sương máu, bâng khuâng nghe súng vang trong xa bờ, muốn nhìn đâu nghe nào cho non nước tôi trong ngàn núi sâu. Sóng gió trôi dạt lâu dài, từng chi đâu yêu thì quân cộng bảo tàn. Thương thế ơi hay lắm, nghe người dân yên vì đất nước đã có ưu phiền, chim không đi vào đêm trường chiến nguyên. Có những lúc tiếng chuông đêm đêm vọng sâu, dừng dừng tôi chắp tay nghe hồn khóc đến sương máu, quê hương non nước tôi ai hận buồn mà tội tình. Nhà miền Nam yêu dấu ơi bao giờ thanh bình. Thank you.
dừng tôi chắp tay nghe hồn phong đến dưỡng máu quê hương non nước tôi ai gây hận thù tội tình nhà Việt Nam yêu dấu ơi mau thở thành mình nhà Việt Nam yêu dấu Lục Khánh Tấn thật là nhiều.